Thưa quý vị và các bạn thân mến, tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng, sức ép lên Việt Nam trong việc thay đổi chính sách với các cường quốc. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt sẽ thăm cảng Tiên Sa Đà Nẵng vào ngày 5 tháng 3, đánh dấu lần thứ hai kể từ khi sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975, tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam. Chuyến thăm được đánh giá là một chỉ dấu cho thấy cam kết của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối phó với Trung Cộng, đồng thời cũng gây sức ép lên Việt Nam trong việc điều chỉnh chính sách cho phép tàu chiến nước ngoài đến thăm hữu nghị. Theo trang tin của Học viện Hải quân Mỹ USIN News, vào ngày 2 tháng 3, đội tàu tấn công Theodore Roosevelt đã tiến vào Biển Đông sau khi rời cảng ở San Diego, California hôm 17 tháng 1 vừa qua. Giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong bài phân tích của mình trên trang blog cá nhân viết: Hoa Kỳ trong các tài liệu tài về chính sách chiến lược khác nhau của mình đã xác định Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh. Trong năm 2019, Hoa Kỳ đã gia tăng mức độ trong các lời nói của mình và nêu thẳng tên Trung Quốc vì bắt nạt và đe dọa ở Biển Đông. Chuyến thăm tới Đà Nẵng của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là một trong ba mũi của chiến lược quân sự Mỹ. Đó là tiếp tục hiện diện hải quân của tuần tra hải quân, tiếp tục hiện diện tuần tra của máy bay ném bom và tuần tra tự do hàng hải. Hồi tháng 3 năm 2018, tàu sân bay Mỹ USS Covington đã lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm hữu nghị tới Đà Nẵng kể từ năm 1975. Cho đến lúc này, Việt Nam đã duy trì chính sách chỉ cho tàu hải quân của các nước đến thăm hữu nghị cảng của Việt Nam một lần một năm. Điều này không áp dụng với cảng quốc tế Cam Ranh vì Việt Nam vẫn xác định cảng Cam Ranh là cảng dân sự. Chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt đến Việt Nam lần này đã được phía Mỹ đề nghị với phía Việt Nam từ tháng 4 năm 2019. Theo giáo sư Cartier, phía Việt Nam đã miễn cưỡng chấp nhận vì lo ngại phản ứng từ phía Trung Cộng. Phía Hoa Kỳ đã vận động Việt Nam cho một chuyến thăm hàng năm của tàu sân bay từ tháng 4 năm 2019. Việt Nam đã miễn cưỡng chấp nhận chuyến thăm hàng năm của tàu hàng không mẫu hạm Mỹ vì sự nhạy cảm trong phản ứng tiêu cực có thể từ phía Trung Cộng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng quan ngại về đạo luật chống lại kẻ thù của Mỹ qua cấm vận CAATSA mà Mỹ áp lực đòi Việt Nam giảm việc mua vũ khí quân sự từ phía Nga, nếu không sẽ bị chịu cấm vận. Hồi tháng 7 năm 2018, Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đồng ý miễn trừ Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam khỏi luật CAATSA vì mua thiết bị quân sự từ Nga theo đề nghị của phía Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nhằm giúp xây dựng quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với các nước trong khu vực. Chuyến thăm của tàu Mỹ diễn ra vào khi quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Philippines đang căng thẳng với việc Manila dọa chấm dứt hiệp định các lực lượng viếng thăm VFA giữa hai nước. Hiệp định cho phép Mỹ triển khai quân tạm thời tới Philippines. Theo hiệp định, các tàu sân bay và tàu chiến của Mỹ thường xuyên tới Philippines. Nếu hiệp định này thực sự bị chấm dứt, Mỹ sẽ có thể phải đề nghị Việt Nam thay đổi chính sách chỉ cho tàu chiến nước ngoài đến thăm hữu nghị cảng mỗi năm một lần. Nếu quan hệ với Mỹ xấu đi đến mức VFA bị chấm dứt, điều này sẽ làm tăng tầm quan trọng đối với việc tàu Mỹ đến cảng Việt Nam thường xuyên. Điều này sẽ đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi chính sách cho tàu nước ngoài đến thăm cảng một lần một năm. Hoa Kỳ sẽ gia tăng các nỗ lực vận động Việt Nam để đạt được mục tiêu này, giáo sư Cartier cho biết. Trung Quốc hiện nay là nước đòi hỏi chủ quyền phần lớn khu vực Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên Biển Đông. Các nước trong khu vực cũng đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan. Từ năm 2014 đến nay, Trung Quốc đã gia tăng việc xây lấp các đảo nhân tạo ở Biển Đông và triển khai vũ khí ra đây, bất chấp phản ứng từ các nước. Trong nhiều tuần từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, Trung Quốc cũng gia tăng sức ép lên các nước trong khu vực bao gồm Việt Nam, Malaysia bằng cách gửi nhiều tàu hải cảnh, dân quân, biển đến khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước, quấy nhiễu hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Hoa Kỳ đã gọi đây là hành động bắt nạt các nước khác của Trung Quốc.
Theo giáo sư Cả Thê Ơ, với việc gửi tàu USS Theodore Roosevelt đến Việt Nam, Hoa Kỳ đang cho thấy rằng Mỹ sẽ cho máy bay và tàu chiến đi qua bất cứ khu vực nào ở Biển Đông được luật pháp quốc tế cho phép. Đây là một thách thức trực tiếp với Trung Quốc. Nước đang tìm cách ngăn cản các quốc gia khác vào vùng nước nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn ở Biển Đông. Ý kiến rằng hàng không mẫu hạm Mỹ thăm Việt Nam vào ngày 5 tháng 3 cho thấy Mỹ xác quyết sự hiện diện trên Biển Đông, bất chấp động thái mới của Philippines, đồng thời đề cao vai trò của Việt Nam. Chuyến thăm thứ hai của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam diễn ra ngay sau khi Tổng thống Philippines cho hay sẽ chính thức thông báo với Mỹ về khả năng chấm dứt thỏa thuận viếng thăm quân sự VFA được ký từ năm 1988. Quyết định của Philippines hạn chế hợp tác quân sự với Mỹ làm dấy lên những lo ngại của các nước trong khu vực Đông Nam Á về sự thiếu vắng hiện diện quân sự Mỹ trên Biển Đông, trong khi Trung Quốc ngày càng lấn lướt. Trong tình huống này, chuyến thăm của tàu Mỹ tới Việt Nam đang gửi đi những thông điệp gì? Ngày 3 tháng 3, giáo sư Cả Taylor từ Australia cho hay Washington sẽ đàm phán riêng với Philippines để ngăn chặn việc chấm dứt VFA, thỏa thuận thăm viếng quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines từ năm 1988. Thỏa thuận này cung cấp cơ sở pháp lý cho việc triển khai tạm thời các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại Philippines. Tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến lớn khác thường xuyên đến Philippines. Nhiều khả năng Việt Nam chấp thuận chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ trước khi có động thái nói trên của Philippines. Nhưng nếu quan hệ với Philippines xấu đi đến mức VFA bị chấm dứt, thì điều này sẽ nâng tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tiếp cận các cảng của Việt Nam một cách thường xuyên nhằm củng cố sự hiện diện của họ trên Biển Đông. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi chính sách cho phép tàu nước ngoài cập cảng mỗi năm một lần. Hoa Kỳ sẽ tăng cường nỗ lực vận động hành lang với Việt Nam để bảo đảm mục tiêu này, giáo sư Cả Thế Ở nhận định. Thật không may, việc thượng đỉnh ASEAN-Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 3 đã bị hoãn. Như vậy đã mất đi cơ hội để cho Tổng thống Donald Trump nêu ra vấn đề này một cách riêng tư với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, người dự kiến sẽ tham dự cuộc họp này. Các tài liệu về chính sách của Hoa Kỳ cũng xác định Việt Nam là đối tác chiến lược ưu tiên. Chuyến thăm USS Theodore Roosevelt là một minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và sự hiện diện của nó ở Biển Đông được Việt Nam hoan nghênh. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson năm 2018, ông Cartier cho rằng chuyến thăm thứ hai này của USS Theodore Roosevelt sẽ diễn ra sau cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, đã nhấn mạnh một tuyên bố quan trọng trong sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 rằng Việt Nam sẽ xem xét phát triển quan hệ quân sự và quốc phòng phù hợp và cần thiết cho các quốc gia khác. Cũng theo giáo sư Cả Thê Ơ, trong hàng loạt tài liệu chính sách chiến lược Hoa Kỳ đã xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính. Năm 2019, Hoa Kỳ gay gắt hơn cáo buộc Trung Quốc bắt nạt và đe dọa các nước khác ở Biển Đông. Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu USS Theodore Roosevelt cho thấy Hoa Kỳ đang thực hiện một trong ba mũi chọn nhọn trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm hiện diện thường xuyên của tàu tuần tra hải quân Mỹ, hiện diện thường xuyên của máy bay ném bom và tự do hoạt động hàng hải, vẫn theo giáo sư Cả Thê Ơ. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ có chính sách lâu dài và tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên và liên tục ở Biển Đông. Chuyến thăm của USS Theodore Roosevelt là một thí dụ rằng chính sách này đang được thực hiện. Hoa Kỳ đang chứng minh rằng họ sẽ bay và đưa tàu tới khu vực Biển Đông nơi luật pháp quốc tế cho phép. Đây là một thách thức trực tiếp với Trung Quốc nhằm tìm cách đẩy các quốc gia nước ngoài ra khỏi vùng biển nằm trong đường yêu sách đường 9 đoạn do Trung Quốc tự vạch ra. Giáo sư Cả Thayer phân tích. Hướng dẫn báo chí do Bộ Ngoại giao Việt Nam ban hành vào cuối tháng 2 cho thấy Việt Nam muốn chuyến thăm sắp tới giữ ở mức ít chú ý, giáo sư Cả Thayer nói. Ông đơn cử việc hướng dẫn báo chí gửi đến các phóng viên Việt Nam chỉ đề cập đến chuyến thăm của tàu hải quân Hoa Kỳ, chứ không nói là tàu sân bay. Hướng dẫn này cũng viết rằng các phóng viên được mời đến nghe các tuyên bố ngắn và đặt câu hỏi tại một cuộc họp báo nhanh vào ngày 5 tháng 3 và thông tin về chuyến thăm này không được công bố cho đến khi có thông báo mới. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cùng đội hộ tống bao gồm một tuần dương hạm thăm khu trục hạm đang thực hiện hành trình vượt Thái Bình Dương sẽ cập cảng Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9 tháng 3 năm 2020.
Trong chuyến thăm lần này, ngoài biên đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, còn có liên đội máy bay số 11 của Không quân Hải quân Mỹ, đội tàu hộ tống trong biên đội của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, bao gồm một tuần dương hạm lớp Kenkoi Deroga, lớp tuần dương hạm duy nhất Mỹ đang sử dụng. USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay lớp Nimitz thứ 4 của Hải quân Mỹ, hạ thủy năm 1986 và tham chiến lần đầu tiên ở chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân với chiều dài 330m và là nơi ăn ở làm việc của hơn 5.000 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu có thể mang tối đa 90 chiến đấu cơ các loại, bao gồm máy bay cánh cố định và trực thăng. Loại chiến đấu cơ phổ biến nhất trên tàu sân bay lúc này là FE-18 Hornet. Đây được ví dụ như một thành phố nổi với tổng tải trọng 100.000 tấn, với số nhân viên của tàu là 3.200 người và số nhân viên xử lý nhiệm vụ là 2.480 người. Năm 1991, con tàu không kích Iraq trong chiến dịch bão táp sa mạc. Năm 1999, tàu sân bay này thực hiện các cuộc tấn công vào Kosovo và Serbia. Sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, USS Theodore Roosevelt được triển khai ở Trung Đông và tham gia vào các cuộc oanh tích đầu tiên vào mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Taliban. Ngoài hệ thống phục vụ chiến đấu cơ, con tàu như thành phố nổi này có thể lọc được hơn 1.500 mét khối nước mỗi ngày từ nước biển, số lượng đủ khả năng cung cấp cho khoảng 2.000 hộ dân. Sau đó 2 năm, các chiến cơ từ USS Roosevelt đã tấn công mục tiêu tại Iraq trong những ngày đầu của chiến dịch tự do cho người Iraq. Hệ thống tự vệ của tàu là dàn phóng tên lửa Sea Prowler, dùng để chống lại các đòn tấn công đường không của đối phương ở cự ly gần. Hiện đại sứ của Mỹ ở Hà Nội đang làm với Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm và còn chờ quyết định cuối cùng từ phía nước chủ nhà Việt Nam. Dự kiến khi tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam lần thứ hai tại cảng Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra các hoạt động tương tự như khi tàu USS Harrison, bao gồm các cuộc gặp gỡ huấn luyện chung giữa các quân nhân hai nước và các hoạt động giúp đỡ cộng đồng giao lưu văn hóa giữa thủy thủ đoàn với người dân địa phương. Theo mô tả của báo chí trong nước, người dân Đà Nẵng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung rất hào hứng và có ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm của tàu USS Harrison hồi đầu năm 2018. Người dân Đà Nẵng vẫn chưa quên chuyến thăm của tàu sân bay USS Harrison hồi tháng 3 2018. Hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên đến Đà Nẵng kể từ năm 1975, sau 43 năm trôi qua kể từ thời điểm đó, Đà Nẵng đã đón tiếp những thủy thủ Mỹ với một tâm thế mới. Gia đình Nguyễn Văn Nhân, 59 tuổi, từng có người tham gia chiến tranh năm xưa, sống dưới thời chiến và khi đất nước hòa bình như ngày nay, tôi nghĩ chuyện quá khứ là quá khứ. Họ, người Mỹ đến đây và giao lưu văn hóa cởi mở, thật tình. Với mình thì mình tiếp nhận thôi, ông Nhân nói. Anh Nguyễn Minh Nhật, 26 tuổi, nhân viên một công ty tin học, so sánh tinh thần của phong trào ngắm và săn ảnh tàu USS Harrison dịp này cũng đầy hào hứng và quan tâm như khi người dân Đà Nẵng kéo ra đường chào đón đoàn xe của Tổng thống Trump tới thành phố này dự APEC cuối năm 2017. Nhiều người bạn của tôi rủ dê lập nhóm đi tìm địa điểm quan sát tàu, còn chủ đề này được nhắc đến khá nhiều trên mạng xã hội. Theo Minh Nhật, những lợi ích mà Mỹ tích cực quảng bá như phát triển kinh tế thịnh vượng, các cơ hội đến từ thông thường kinh tế và tự do đi lại, lưu thông trên biển đều là những yếu tố phù hợp cần thiết với sự phát triển của Việt Nam. Việt Nam cần một người bạn và đối tác như Mỹ. Ngoài ra, riêng với người Đà Nẵng thì họ cũng đã biết đến và quen với sự hiện diện của người Mỹ tại đây rồi, Minh Nhật nói. Hàng không mẫu hạm Mỹ hàng năm đều có chuyến thăm Việt Nam đã đánh dấu sự dịch chuyển của nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng gần hơn về phía Mỹ. Điều này cần thiết để đương đầu với một Trung Quốc đang mạnh lên và hung hăng trên Biển Đông. Nếu phía Việt Nam cũng dũng cảm tiến tới dân chủ hóa đất nước, thì sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và các nước tự do phương Tây sẽ nâng tầm cao mới, đó là trở thành đồng minh của nhau. Khi đó Trung Quốc không thể tiếp tục bắt nạt Việt Nam như hiện nay và chủ quyền đất nước sẽ được bảo vệ vững chắc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối.
Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.